Cháu vui sang. Mấy cho đẹp đẹp đi. Bạn nói tiếng Anh á. Mua mấy thịt là vậy thôi chứ luôn. Hôm nay mua nhiều con nè, 15 ơi, ăn ký hay nhiều? Để đây đi chút kiểu con trắng ngon là bán được trắng nhẹ. Cái này là phải
Thấy nó ngon không? Nó nhỏ nhưng mà nó ngon. Chỉ thôi. Đây, con vịt.